ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Cái gì? Thằng đó nó dám kêu chị ly dị luôn hả? Chị hỏi nó đi, bây giờ nó đang ở đâu? Em kêu 500 anh em tới chiếm nó bãi đầu luôn. Dạ, 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 dạ. Cái gì? Sao tiếng đàn ông quá vậy? Đàn ông quá vậy? Nhiều khi tôi không biết là bà là vợ tôi hay bà là chồng tôi luôn á. Dạ, dạ, dạ thôi. Vợ thôi luôn, từ từ. À, chị khổ ai đứa ơi. Dạ, sao không lẽ giờ đứng khoanh, khoanh tay đứng nhìn bà khóc hoài vậy nè? Không, thì từ từ phải suy nghĩ. Cái gì cũng vậy, phải suy nghĩ, tìm cách. Bây giờ là em chỉ đang hoài nghi. Cái thằng đó nó là con trai mà. Vậy tại sao nó lại kêu chị là ly dị anh hai? Đáng lý nó phải sợ anh hai hơn chứ. Ngu ngục. Nãy giờ chị hai kể ổng nghe hả? Nó muốn đào mỏ anh hai mình đó. Ổng muốn nghe hay sao vậy? Ờ, cái khúc đó tôi đi toilet. Đúng quá. Bây giờ, ê, bây giờ có cách gì vậy chị ha? Có cách gì vậy em? Bây giờ ông ấy à, chị đưa tiền cho nó đi. Rồi kêu nó cầm số tiền nó biến đi. Trời, nếu như mà mọi chuyện dễ quyết một cách dễ dàng như vậy thì đâu có nói bây giờ hả? Nó thích cái nhà, nó thích cái công ty ngon hơn không? Chán thì là chán. Em nói thiệt với chị nha, bản thân em nè, nếu như mà em không bị xuyển đi là nó mệt với em rồi. Ủa, ông không xuyển cho đâu lấy ông? Không hề luôn á, không có ý nghĩ là sẽ lấy ông luôn á. Ủa, sao vậy? Ủa, mửa cái gì? Tại hồi xưa mỗi lần tôi đòi chia tay á, cái ông lên cơn xuyển tôi, thì tôi sợ tội ngộ sát, tôi phải cưới ông thôi. Vậy cũng nói được luôn hả? Sự thật mà. Trời thôi đi, hai em ơi, bây giờ hai em còn cãi nhau nữa, hai em có thể nào nghĩ cách tiếp chị không? Chị bình tĩnh, chị tĩnh. Suy nghĩ đi. Theo như em biết, từ nãy giờ câu chuyện của chị kể cho em và những cái gì mà em biết được, em linh lại tất cả mọi thứ. Rồi thì sao? Em không có cách gì hết. Chẳng quá. Không phải không có cách thiệt. Nhưng không lẽ giờ khoanh tay đứng nhìn? Bậy. Chứ sao? Sao lại khoanh tay đứng nhìn? Chứ giờ sao? Buông xuôi đứng nhìn. Tôi giận mặt em hả? Chứ giờ có cách nào nữa đâu. Căng thẳng quá trời luôn à. Thôi được rồi, tôi mới vừa có một cách. Hey, cách gì? Rồi hai người sẽ biết. Trời, hai đứa còn điên hết trơn trời. Muốn chết luôn vậy. Cái chuyện cổ tích giữa đời thường. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Gì đâu mà. Tụi con nói thiệt. Thì mẹ có nói tụi con nói dốc đâu. Trời, mày tưởng tượng. Tự dưng cái thằng Hưng nhà mình mà nó bóng cho cả thế giới bóng. Con biết á, nhiều khi á là cái chuyện này nói ra mẹ khó chấp nhận, nhưng mà đây là sự thật nè. Trời ơi, cái thằng này công nhận nó nói như thiệt vậy đó con. Rồi con làm sao? Con có bóng không? Nói luôn đi để cho mẹ cười một thể. Chứ mẹ cười chia làm đôi mẹ mệt lắm. Trời đất ơi, sao con bóng được hả mẹ? Không tin mẹ hỏi vợ con coi. Con xác nhận là không có bóng. Mẹ ơi, mẹ đừng có cười nữa, tụi mẹ con cười. Nói sự thật mà. Có chuyện mẹ cười hoài. Mẹ thấy á, tụi con cứ xì xì sầm sầm thì ra là chuyện của Hưng. Dạ, thì bởi vậy nhiều khi con sợ mẹ không có chấp nhận á. Nhưng mà thì đó, sao mẹ chấp nhận được? Con thấy mẹ cười như khùng. Đó, thấy chưa, nhưng mà đây là sự thật đó mẹ. Mẹ nghe tụi con nói nè. Chị Ngọc tận mắt chứng kiến anh Hưng ngủ với người đàn ông khác trên ghế salon ở nhà anh chị đó. Mẹ cười hoài vậy? Không hả? Mẹ khóc. Mẹ ơi, thấy mẹ khóc vậy con cũng buồn quá. Nhưng mà bây giờ thôi, để nói sự thật luôn là thật sự là con cũng thấy, con thấy nhân tình của anh hai luôn rồi. Chính vì vậy con mới xác định là anh hai là bị thiệt. Trời ơi, chưa hết đâu nha mẹ. Cái thằng đó nó còn kêu chị Ngọc về ly dị anh Hưng đi, để anh Hưng chung sống với nó đó mẹ. Mẹ sao nha mẹ? Mẹ khóc. Mẹ. Bà chủ uống miếng nước Atiso này cho nó mát, cho nó vui vẻ lên bà chủ.
Bà chủ nói với em hoài rồi, bà chủ nói lúc nào bà chủ tâm cũng phải sáng thì bà chủ bán ngọc mới được. Mà sao thấy bà chủ đây buồn, cái lỡ ngọc nó đen theo sao bà chủ? Trời ơi, tôi đâu phải gỗ đá đâu mà tôi không buồn. Tôi đang buồn lắm luôn á. Ủa bà chủ buồn thiệt hả? Ừ. Mà bà chủ buồn cái vụ gì vậy? Vụ thằng Hưng đó. Có cái gì đó mà bà chủ phải buồn? Thằng trời, vợ chồng của nó mà cãi nhau một hồi là hết. Bà chủ thấy rồi đó, vợ chồng mà lúc nào đâu, hôm nay cãi mai què, hôm nay cãi mai què. Ui, bà chủ buồn chi? Có phải cái chuyện đó đâu trời. Tôi cũng từng có chồng tôi biết mà. Ủa? Cái vấn đề là bây giờ thằng Hưng á, nó bị bệnh mà hết thuốc chữa luôn. Hả? Bệnh? Bệnh mà tới hết thuốc chữa? Như vậy là, như vậy là bệnh năng y rồi hả bà chủ? Trời ơi, năng y không chừng còn chữa được, con này nó tệ hơn năng y nữa. Trời ơi, sao nghe mà nói mà sao? Trời ơi, bà chủ ơi, sao tôi lùng bùng lỗ tai luôn bà chủ? Trời ơi, Hưng ơi là Hưng, sao con lại làm như vậy Hưng? Con trẻ quá mà Hưng, con nỡ làm nào con chẳng lẽ con bệnh như vậy rồi con chết? Con bỏ má con sao con? Cô biết là con không có ở gần con nhiều. Dù là con ở xa đi nữa, nhưng mà bà chủ thương con thì cô cũng thương con. Mà con mà có bề gì, Bà chủ buồn thì cô cũng phải buồn. Mà cô buồn thì cô sẽ xấu đi. Mà cô xấu đi thì chú sẽ bỏ cô. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bà bệnh hơn thằng Hưng luôn á. Mà tôi đang buồn mà tôi nghe bà nói xong tôi làm biến buồn luôn không? Ủa hay vậy hả bà chủ? Bà bệnh nặng hơn Hưng á, chứ Hưng là thực sự nó không có bệnh. Ủa? Bà chủ thấy tôi bệnh thiệt hả bà chủ? Trời ơi là trời, thằng Hưng nhà tôi á, bà nghĩ sao mà bà nói nó nhắm mắt xuôi tay rồi nó đi trước mình vậy trời? Nó không có bệnh. Chứ bà chủ hồi nãy rõ ràng bà chủ nói nó còn bệnh nặng hơn năng y nữa mà. Thì đúng là nó bệnh nặng hơn năng y, nhưng mà cái bệnh của nó là bệnh bóng. Bóng? Trời ơi, đúng rồi, thấy không? Nguy hiểm quá bà chủ, thấy không? Giữa ban ngày ban mặt mà nó bị bóng đè như vậy là nguy hiểm lắm bà chủ. Cái này còn nặng hơn năng y thiệt, đúng rồi đó bà chủ. Trời ơi, bóng mà đè có khi đau tim á, rồi chết đi bất đắc kỳ tử đó bà chủ. Bóng gió chứ không phải bóng đè. Bóng gió. Bóng gió? Hả? Bà chủ nói cái gì? Tức là bà chủ nói cậu Hưng bị BD á hả? Giờ bà hiểu rồi đúng không? Sao chết rồi? Trời ơi, bữa hai vợ chồng Hải á, nó cũng xác nhận. Rồi con vợ của thằng Hưng á, là cũng bắt gặp thằng Hưng ôm cái thằng kia ở tại ghế salon. Rồi trời ơi là trời, tôi nói thiệt với bà, tôi buồn dễ sợ luôn. Bữa tôi nó kể tôi không có tin. Tôi tưởng nó nói giỡn. Tôi cười xong tôi nhức đầu tới bữa nay luôn á, tôi nói thiệt. Thôi đúng rồi, cái vụ này bà chủ buồn là phải rồi. Không thể tưởng tượng được, sao thời buổi này nó có nhiều cái bệnh gì kỳ quá bà chủ. Bà chủ ơi, tôi nghĩ là cái cách này bà chủ coi được không bà chủ? Bây giờ á, bà chủ hãy biến đau thương thành sức mạnh. Bà chủ hãy quyết tâm đừng thương hại cậu chủ nữa. Mà bà chủ hãy dùng hết sức mạnh của bà chủ đè cậu chủ ra, quýnh cho một trận, đánh cho đến khi nào mà cái bóng nó văng ra thì thôi. Đánh bể bóng luôn hả? Đánh bể bóng luôn. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia. Trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.